Suối Hoa là một xã nằm ở phía tây bắc của huyện Tân Lạc, cách trung tâm huyện Tân Lạc khoảng 25 km đường bộ, được sắp nhập từ hai xã Trung Hòa và Ngòi Hoa cũ, với diện tích tự nhiên là 7.723 ha. Xã có 870 hộ và 4.005 nhân khẩu sinh sống tại 8 xóm. Và trên địa hình xã, chủ yếu là đất đồi núi ven lòng hồ, có dự án cải tạo đường 435 đi qua, giao thông thuận tiện, thuận lợi cho phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng và du lịch lòng hồ. Và đứng trước nguy cơ bị mai một và pha trộn bởi các nền văn hóa khác, du trồng và nền văn hóa của nước ta hiện nay, trên tinh thần thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 8 của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đội tuyên truyền cổ động xã Suối Hoa về tham gia tuyên truyền cổ động huyện Tân Lạc năm 2022 với chủ đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong giai đoạn đổi mới, gồm các tiết mục tuyên truyền, mở đầu là bài hát múa, lời chiêng, sáng tác Đình Chiến, biểu diễn Bùi Minh Vượng. Thứ hai là tiểu phẩm tuyên truyền Người Truyền Lửa. Thứ ba là thuyết minh triển lãm ảnh với chủ đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Cuối cùng là tiết mục múa Vui Hội Bản Mường do các anh chị em trong toàn đội thể hiện. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Thank you.
chính là tiểu phẩm Người Trên Lửa với các vai diễn Bùi Thị Điệp trong vai Bế Vui, Bùi Văn Chính trong vai Lâm, Bùi Văn Nhiên trong vai Bình cán bộ văn hóa, Bùi Thị Ninh trong vai Lan. Tiểu phẩm diễn ra tại nhà Bế Vui. Chắc vậy thôn ta phát triển nhiều hơn trước đúng không ạ bé?
Ừ, so với mấy năm trước thì năm nay cũng có phát triển hơn, nhưng nó cứ sao sao ấy cháu à. Sao sao là sao hả mẹ? Đây, ra đây mẹ chỉ cho xem này. Cái ngôi nhà xanh xanh ba tầng ở bên đồi chè, đấy là nhà bà Vinh. Bà ấy cũng có con đi xuất khẩu lao động, gửi tiền về một được cái quán internet. Vừa lúc nãy thằng cháu của mẹ ra đấy chơi game bị thầy giáo bắt được gọi về đấy cháu ạ. Còn bên kia, cái nhà ngôi nhà ông Thành ở gần mặt đường. Ngày xưa, ông ấy có dàn cổng chiêng to nhất vùng này. Chẳng hiểu sao lại bán hết đi. Còn định bán cả nhà để lên thành phố với con đấy cháu ạ. Còn cái Lan, đứa cháu cả nhà mẹ, nó cũng đi công ty với bố mẹ nó. Về đến nhà là cứ nặng nặng đòi bán cổng, bán cổng, bán chiêng. Nó bảo thời buổi này không ai dùng mấy cái này nữa, chỉ chật chội nhà thôi, buồn lắm cháu ạ. Thế cơ hả mẹ? Cán bộ văn hóa chúng cháu đã về một số những cơ sở để tuyên truyền về nghị quyết Trung ương 5 của Đảng. Trong đó có nói về bảo tồn các di sản văn hóa. Không biết ngày trước mẹ có được nghe không ạ? Có, mẹ cũng có nghe trên là Đại nó nói. Mẹ chỉ nhớ rằng là phải giữ gìn này, phát huy này, đừng để cho nó mai một đi, phải không cháu? Đúng đấy mẹ ạ. Đó là điều rất quan trọng. Tỉnh ủy Hòa Bình cũng đã ban hành 7 chương trình hành động, trong đó có chương trình thứ 5 nói về bảo tồn các di sản văn hóa, bao gồm như chữ viết, lời nói, trang phục, và bảo tồn các di sản văn hóa như nhà sàn, bảo tồn văn hóa văn nghệ, dân ca đấy mẹ ạ. Ừ, thế thì tốt quá, mẹ cũng ưa, mẹ mừng lắm cháu ạ. Mẹ ơi, chúng con về rồi đây. Ơ, cái thằng này, mày bảo với mẹ là mày đi học, thế mà mày trốn học đi chơi điện tử, mày lại đây cho mẹ. Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi. Thôi mẹ bớt giận là Lâm nó biết sai rồi, đã nói lời xin lỗi rồi, bỏ qua cho cháu nó lần này đi mẹ. Lâm này, em đã là học sinh cấp 3 rồi, sắp thi tốt nghiệp rồi, em nên nghe lời mẹ, chắc chỉ học hành, không ăn chơi đàn đúng, bớt chơi game lại, tham gia các chỉ dành thời gian tham gia các trò chơi như học hát dân ca mường, đánh cồng, đánh chiêng để không bị mai một hết bản sắc dân tộc mình em nhé. Dạ vâng ạ, từ bây giờ em sẽ nghe lời anh và nghe lời mẹ, cố gắng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ của trong xóm của tổ chức để giữ gìn bản sắc dân tộc người Mường ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ ạ. Ừ, từ nay phải ngoan con nhá, không được đàn đúng đi chơi đâu đấy. Dạ vâng ạ. Còn Lan này, anh đã nghe mẹ kể rồi. Mặc dù cuộc sống đổi thay, nhưng xã hội thay đổi và phát triển là tốt. Đi đôi với đó, thế hệ trẻ chúng ta phải luôn phát huy và giữ gìn bản sắc dân tộc đấy em nha. Dạ, em hiểu rồi anh ạ. Từ nay em sẽ thay đổi bản thân, sẽ tìm hiểu về những làn điệu dân ca Mường, đánh cồng, đánh chiêng và rủ các bạn tham gia đội văn nghệ của xóm ạ. Nhân tiện có các con ở đây, mẹ cũng xin nói vài lời. Mẹ cũng già rồi, gần đất xa trời rồi. Mẹ chỉ mong rằng các con cố gắng học tập và phát huy, đừng để cho nó mai một và mất đi. Các con có đồng ý không nào? Dạ, chúng con đồng ý ạ. Vâng, thưa mẹ, thưa toàn thể bà con, bảo tồn văn hóa là giá trị không thể thiếu bao đời nay. Đi đôi với đó, thế hệ trẻ chúng ta để mai một và sau đây tập văn nghệ để cho đi tuyên truyền với chủ đề phát huy gìn bản sắc dân tộc Mường đấy nhé. Ừ, thế thì tốt quá. Nào các con, hãy nổi chiêng lên. Mẹ vui, mẹ vui. Kính thưa quý vị và các bạn, nói đến bản sắc dân tộc Mường, chắc có lẽ hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mỗi chúng ta đó chính là hình ảnh những nếp nhà sàn mái ranh, mái cỏ hướng ra những cánh đồng lúa xanh bát ngát. Xung quanh nhà là cây cối bốn mùa đơm hoa kết trái. Ngôi nhà sàn được sự tiếp lửa truyền thống của người dân tộc Mường không chỉ tạo nên nét đặc trưng riêng trong phong tục tập quán, đời sống lao động sản xuất mà nó còn mang những giá trị về vật chất hiện hữu của hàng ngàn năm lịch sử, thể hiện sự đa dạng trong kiến trúc là không gian văn hóa tinh thần chứa đựng những giá trị nhân sinh, phong tục tập quán của người dân tộc Mường. Kính thưa toàn thể hội thi,
Nói đến bản sắc văn hóa dân tộc Mường thì chúng ta sẽ phải nhắc ngay đến bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ Mường. Bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ Mường là váy đen mặc dài đến gót chân, phần cặp váy được trang trí bởi các nét hoa văn thổ cẩm, cặp váy ôm sát phần ngực và phần eo của người phụ nữ, kết hợp với thắt lưng xanh, khăn trắng đội đầu, điểm thêm bộ xà tích, vòng kiềng đeo cổ lấp lánh đã tạo nên nét duyên dáng uyển chuyển cho người con gái Mường. Và điểm đặc biệt ở đây, các nét hoa văn trên phần cặp váy của người phụ nữ Mường chính là những họa tiết chủ đạo có trên trống đồng Đông Sơn. Vì vậy, bộ trang phục truyền thống của người phụ nữ Mường không chỉ mang những giá trị về nghệ thuật, vật chất mà nó còn liên quan đến một thời kỳ rực rỡ văn minh của Việt Nam. Kính thưa toàn thể hội thi, từ bao đời nay, cổng chiêng được coi là nhà cụ tượng trưng cho nét đẹp văn hóa và là tài sản vô giá của người dân tộc Mường. Người Mường yêu quý, giữ gìn và bảo vệ cổng chiêng như vật gia bảo trong gia đình, dòng họ. Tiếng cổng, tiếng chiêng đã trở thành âm thanh, giai điệu, phục vụ cho đời sống sinh hoạt, đời sống hàng ngày của bà con dân tộc Mường. Và cổng chiêng được coi là vật linh thiêng trong nhà, mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, giữ gìn sự yên lành cho gia đình. Và mỗi người Mường từ khi sinh ra cho tới khi từ giã cõi đời đều được nghe tiếng cổng, tiếng chiêng nuôi dưỡng, an ủi và vỗ về. Kính thưa quý vị và các bạn, nghi lễ Mo Mường là nghi lễ đã tồn tại từ rất lâu. Mo Mường có sức sống trong đời sống tinh thần của bà con dân tộc Mường. Trong tiếng Mường, Mo là từ để chỉ những người hành nghề Mo, hay còn gọi là ông Mo, thầy Mo. Trong đế chế cổ đại, ông Mo được coi là thủ lĩnh, là linh hồn, là người rất am hiểu về phong tục tập quán của người dân tộc Mường. Từ quá khứ tới hiện tại và từ các thế hệ của người Mường đều lan truyền và phát huy giá trị của Mo Mường và đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng cho di sản văn hóa phi vật thể này. Kính thưa toàn thể hội thi, từ bao đời nay, hát dân ca được coi là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân gian, là loại hình văn hóa diễn sướng văn nghệ do nhân dân lao động sáng tạo ra, tự diễn sướng để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của mình. Và đối với người Mường cũng vậy, hát dân ca Mường, trong đó có hát thường rang, bộ mệnh, hát giao duyên là một trong những thể loại thường được sử dụng nhiều nhất trong các ngày lễ hội, hội hè, đám cưới. Và hát dân ca Mường, ngoài các bài hát có sẵn hay còn gọi là các bài thường áng, thì phần đa luôn phải tự ứng tác, ứng khẩu, sáng tạo lời hát, ca từ sao cho khớp với giai điệu để đối đáp lại tại chỗ. Và mỗi nghệ nhân hát dân ca Mường đều phải nắm, sưu tầm và lưu giữ được một lượng kiến thức lớn về ngôn ngữ Mường, bao gồm cả tiếng Mường cổ và tiếng Mường đương đại. Kính thưa quý vị và các bạn, nói đến nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của người dân tộc Mường thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến một câu nói rất quen thuộc: cương đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới. Nền ẩm thực được xây dựng trên nét đẹp dân dã nhưng mang đậm hương vị của núi rừng, với truyền thống canh tác là trồng lúa nương, lúa nước. Cơm nếp đồ như trở thành linh hồn của nền ẩm thực Mường, kết hợp với những món ăn dân dã vùng miền như lợn thui trên bếp lửa hồng, cơm lam, rau đồ đã tạo nên những món ăn độc đáo, lạ miệng và góp phần làm đa dạng thêm nền ẩm thực của Việt Nam. Vâng, để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mường trong giai đoạn mới hiện nay, Đảng ủy chính quyền nhân dân xã Suối Hoa luôn luôn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về giá trị văn hóa của dân tộc Mường. Theo đó, các cấp ủy chính quyền xã luôn luôn đẩy mạnh các phong trào đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giáo dục truyền thống yêu nước đến các thế hệ trẻ, và góp phần bảo tồn các ngày lễ hội lớn như tham gia lễ hội khai hạ Mường Bi diễn ra vào đầu tháng Giêng hàng năm, bảo tồn các làn điệu dân ca, trò chơi dân gian, trang phục cũng như tiếng nói của người dân tộc Mường. Sức lan tỏa sâu rộng của các phong trào không chỉ góp phần xây dựng văn hóa tinh thần cho nhân dân mà còn góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội ngày một phát triển, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Và bài thuyết minh triển lãm ảnh của đội tuyên truyền cổ động xã Suối Hoa đến đây là kết thúc. Một lần nữa, xin được cảm ơn ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe.
Bản Mường đã khép lại chương trình tuyên truyền cổ động của xã Suối Hoa ngày hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị biểu khách quý, ban tổ chức, ban giám khảo, toàn thể quý khán giả sức khỏe. Chúc hội thi của chúng ta ngày hôm nay thành công rực rỡ.